cây kéo cắt cành trên cao 3 mét, thương hiệu tốt. À, cây này có uy tín trên thị trường rất là lâu rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng cho các bác xem nhé. Đây, đầu tiên là cái khóa ở đây này, các bác phải mở khóa ra và bóp ra. Đó, đây là cái tay cầm nhá các bác nhá. Đây, mình sẽ hướng dẫn này, cái rút ra này. Vào khi cắt ấy, các bác cho đúng vào các cái lỗ chốt này thì kéo mới sử dụng được nhá. Một số bác không biết thì nghĩ là kéo hỏng, nhưng thực ra là cái sử dụng chưa đúng. Bây giờ em sẽ cắt thử nhá. Bóp tay lại thì tức là giữ được chùm quả đi xuống lấy có quả, rất là tiện lợi khi hái quả được này. Cái cây kéo như này trong gia đình nên sử dụng một cây như này nhé. Các bác có nhu cầu mua liên hệ inbox ngay cho em nhé. Xin giới thiệu với các bác nhé, hôm nay nhà mình về một dòng kéo mới, kéo 3 mét cắt cành trên cao giữ quả. Đây, cây kéo này đi kèm với một cái lưỡi cưa. Đấy, các bác khi mua kéo có thể tặng một cưa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bác cách cắt nhá. Nó có cái lỗ chốt như này, khi các bác muốn cắt cành thì các bác rút ra nó kéo dài được 3 mét. Đấy, bây giờ cắt thử ra, cắt thử cho mọi người xem một cành nhá.